Ngày 2 tháng 11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa phẫu thuật thành công, lấy ra một khối u nặng khoảng 22 kg, bao gồm khối u kích thước 370 mm, cân nặng 7,5 kg và 14,5 lít dịch cho bệnh nhân nữ 18 tuổi, là du học sinh đang sinh sống và học tập ở nước ngoài. Trước đó, khoảng tháng 7 năm 2022, bệnh nhân thấy bụng mình to dần lên, đau bụng dưới, ăn uống kém, nhận thấy sức khỏe ngày càng yếu, bụng căng tức nhiều hơn, nôn ói nhiều, bệnh nhân về nước. 23 giờ ngày 26 tháng 10, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Kết quả siêu âm cho thấy vùng hạ vị hai bên có cấu trúc dạng nang. Bên trong có nhiều vách tạo hốc dịch có kích thước 370 x 316 mm. Nhận thấy là một khối u đa nang buồng trứng kích thước lớn, cần phải can thiệp để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân. Sau khi làm các xét nghiệm và hội chẩn liên chuyên khoa, lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, ekip trực bao gồm các chuyên khoa sản, gây mê hồi sức, ngoại tiêu hóa đã quyết định phẫu thuật mổ mở, cắt u buồng trứng bên trái, cắt trục thừa. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức và theo dõi tại khoa sản bệnh. Chỉ vài ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ăn uống ngon miệng, sinh hoạt cá nhân được bình thường và xuất viện vào ngày 1 tháng 11.